Sáng nay, liên ngành tòa án, viện kiểm sát, công an, thanh tra, bộ đội biên phòng, cục hải quan, sở lao động thương binh và xã hội, cục thuế, cục thi hành án dân sự, cục quản lý thị trường, chi cục kiểm lâm, bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp cơ quan liên ngành Đà Nẵng trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan liên ngành thành phố đã thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Các thông tư liên tịch và quy chế phối hợp đã tiếp nhận 357 tin tố giác tội phạm, qua đó đã giải quyết 266 tin, khởi tố 116 vụ, tạm đình chỉ 60 vụ và tiếp tục xác minh xử lý 91 tin. Qua đánh giá nhiều nguồn tin về tội phạm, sau khi xác định có dấu hiệu hình sự, đã kịp thời khởi tố vụ án để điều tra, không để xảy ra oan sai, lọt bỏ tội phạm. Các nguồn tin về tội phạm không có dấu hiệu hình sự đều được giải quyết theo đúng trình tự thủ tục hoặc không để quá hạn giải quyết. Việc thống kê báo cáo liên ngành tư pháp thành phố đầy đủ chính xác những khó khăn vướng mắc trước đây về việc giải quyết các nguồn tin về tội phạm phức tạp kéo dài đã được giải quyết, các hạn chế thiếu sót đến nay phần lớn đã được chấn chỉnh khắc phục. Đối với những vụ việc phức tạp thì kịp thời tổ chức họp liên ngành để bàn thống nhất hướng giải quyết. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia ký kết quy chế ngày càng đi vào nền nếp hiệu quả hơn.